Xin Lê Nguyễn Minh chào quý bà con và các bạn đến với kênh nha. Hôm nay tiếp tục mình giao lưu với nhà vườn anh Văn Giang nha. Cây hoa giấy thành phẩm ghép nhiều màu nha bà con, rực rỡ màu hoa về bà con mình chơi Tết luôn nha, hàng bút nụ. Sau đây mời bà con và các bạn mình chi tiết với nhà vườn Rồi chào anh Giang. Rồi chào anh Liêm, rồi chào bà con của miền Tổ quốc càng xa ha. Rồi cảm ơn các bà con đã đón xem video cả nhà. Đây đầu tiên là cây số 1 dưa hấu đỏ ha, đang búp hoa như trên hình luôn nghe cả nhà. Dưa hấu đỏ đó. Cây này Này. cao tới đây là đặt chỉ là 80 nha. Kẹo búp trên luôn. Kẹo búp là ngang vậy là 65. Quanh gốc đây là 17 cái nhà, 17 hơn luôn ạ. À. Mã số 1 cả nhà. Đó, đế cũng quá như trên hình luôn ha. Mã số 1. Cái dưa hấu đỏ xin giao lưu với nhà mình là 320k cả nhà mình đó. 320. Là bên em giao lưu hoàn toàn bao ship tới tay cái nhà mình luôn nha. Rồi, Rồi, mã số 1 mã nha, số dưa hấu 1. đỏ 320. Mã số 2. Tím bướm ha. Tiếp theo cây tiếp bướm, nụ nó ra theo đọt nha bà con. Mã số 2 các bạn ạ. Tím bướm ạ, cao là 7 80 hơn. Ngang dài là 70. Hoành cổ là 17 hơn cả nhà, 7 rưỡi luôn ạ. Đó. Cái tím bướm rồi nha. Cái này xin giao lưu với nhà mình là 350k cái nhà mình đó. 350. Cho một em tím bướm ha. Bo này nó bự liền muốn liền hết rồi. Đây, đó. Một bo một duy nhất luôn Một bo duy nhất mà nở bự luôn nè cả nhà. liền liền cốt luôn, Mã số 2 cả bo nhà. mà cái tàn lùm tròn do. Mã số 3. Ba Dưa hấu. cây này đặt tàn nha, đặt tàn kẹo nụ Đặt con ơi. tàn kiểu nổ hết nha cả nhà. Cao là 75 ạ. Ngang vậy là 70 cái nhầm đó. Mình cổ đây là 18 rưỡi cái nhầm đó. Đó. Gửi nó hình quá quá ha. Cây bệ đế đẹp thơm tròn. Rồi, cây dưa hấu cả nhà, mã số 3. Này xin giao lưu là 360k cái nhầm nè. Dưa hấu đỏ ha, Dưa hấu đây đỏ. búp này bà con mình về mình chơi tới Tết luôn nè bà con ơi, đây Tết là rộ luôn nha, còn khoảng 20 ngày nữa là vừa luôn, Mã số 3 đây nha, 360 cây dưa hấu đỏ. tới lúc đó nó màu đỏ rực rỡ Mã số 4 đây. Đó, tông vải, thấy quá không? Tàn thâm lùm luôn nè. hai màu siêu hoa trắng tiết và tím tiết. Hai màu tiết nha, hai màu này thôi. Bông là khỏi chơi luôn. Cao là 90 ạ. Ngang đeo đây là 70. Quỳnh cố là 15 rưỡi ở nhà này. Đó, đế sổ vàng nghe cả nhà. Đó. Rồi, cái này xin giao lưu với nhà mình là 360k luôn cái nhà mình. 360. Cây đế quái nha bà Đế con. quái cả nhà. Đế Mã quái số sổ 4 vàng. ha. Rồi. Hai màu tiết cả nhà, thùm lum luôn. Tới mã số 5. Số 5 Đây, là một một cây em hoa một thái. Vàng thái nè, cam thái, đỏ thái, tím sen thái. bốn màu Và có thêm một tím màu tím tiết nha cả tím nhà, tuyết nữa đó, là 5 màu. năm màu rồi, cam vàng đỏ tím và tím tiết ha, năm màu rồi, ngũ sắc ha. Cao này 90 ạ, ngang này nó 65, quanh cổ là 15 hơn cái nhầm đó, một chọt luôn nha cả nhà, một gửi lên như trên hình luôn ha. Cái này em xin giao lưu cái nhà mình là 300k cái nhà mình đó, 300k. cho mã số 5 cái năm màu này ha. Mã số 5 cả nhà. Mã số 6. Sáu tím bướm. 6 là tím bướm cả nhà mình đây. Này cao này là 78 ạ. Ngang này 65. Quanh cổ là 14 cả nhà. Đó, đế cũng quá gom như trên hình luôn ha, nhìn nè. Đấy. Tím bướm mã số 6. À, cái này em xin giao lưu với nhà mình là 300k cả nhà mình đó. 300k Cho rồi. em tím bướm mã số 6 cả nhà. Mã số 7. Ôi ơi. Cậu Số 7 cũng là thái nhiều màu. khá nhiều màu nha. Đó, mình tính ha. Cam. Cam thái. Tím. Cam thái với này là Tím tiết. tím
tím cái gì, hồng tuyết, hồng tuyết, em thấy hồng tuyết, tím, tím tuyết, tuyết và vàng bốn rồi. Rồi mình coi như là được bốn màu hoa rồi, như thấy này thôi tính bốn màu cái nhà mình đây, vàng cam hồng tuyết tím, tím tuyết. Đó. Cao này là 75, ngang này là 57, hoành cổ là 15 cử gần 16 nha. Ở này về cái nhà xử lý thành một rễ đẹp luôn nha. Đây, một rễ. Này nó nhiều có, bo lắm, có 1, 2, 3, 4, 5 bo đó. Đỏ đỏ cái bông này. Đỏ này nè. Bông đỏ. Rồi. Là 5 màu ha. Tính ra cũng sơ sơ được 5 màu. 5 màu đó nha. Mã số 1 cái nha. Ủa mã số 7. Mã số 7 cây 5 màu. Cái này em xin lưu là 300k cái nhà mình đó. Vàng cam đỏ hồng tuyết tím tuyết à. Còn thêm màu thái nào nữa thì sau này nó nở thì bà con mình may mắn ha. Rồi. Tính 5 màu thôi. Cái này xin lưu là 300k luôn nha cả nhà. Ok. Mã số 7 nha. Nếu mà được 7 màu thì ngon nha bà con. Do chưa có hoa khó nhìn. Mã số 8. Tiếp theo. Tím bướm. Tím bướm ở nhà mình đó. Một em tím bướm ha, mã số 8. Cái này nó cao là 68 ạ. Ngang đây 60 hơn. Hoành cổ này 16 hơn cái nhầm nè. Ở đế nó cũng như trên hình luôn nha cái nhà. Nó quá vậy ha. Tím bướm. Mã số 8 nha. Cái này em xin luôn là 300k cái nhà mình đây. 300k. Cho một em tím bướm nè. Đó. Mã số 8 ạ. Rồi, tới cây số 9 cái nhà mình đây. Tím Pháp ha. Tím Pháp cây đang rộ bông luôn nha bà con. À. Cái này là cái bo nó cả nhà khỏi thấy khỏi biết à. Cao là 80 hơn. Một bo duy nhất luôn ha. Ngang nó 70 hơn, một bo duy nhất cả nhà. Mà nó bằng cái nhánh luôn rồi đó. Cao là 10, vành cổ 11 rưỡi gần 12 cái nhà nó. Nó liền bo. Liền luôn nha cả nhà. Đó. Rồi, mã số 9. Cái này em xin luôn cả nhà mình là 200k cả nhà mình đó. 200k. Đây em tím Pháp mã số 9 cả nhà. Cái mã số 10. À này đang búp nha, vẫn là tím Pháp luôn. Tím Pháp đang nụ ha. Đang nụ, đang nụ sai hoa nha bà con. Cao đây cũng 70 ạ. Ngang đây thì tầm gần 70 luôn cả nhà mình ạ. Vành cổ thì 11 ạ. À. Ở đế thì nó này nó quấn quấn dưới đây ha. À, cái này có chạy chạy lúc bướng nghe mà nó gần liền hết nghe cả nhà. Đó, là không sao nha. Vẫn sống khỏe tàn thùm lụp gì luôn. Vẫn 200k mã số 10 luôn cả nhà mình đây. Tím Pháp. Rất là bông to đậm. Mã 11 cũng tím Pháp luôn cả nhà mình đây. Cao là 70 hơn. Ngang 70 hơn luôn. Mình cổ 15 cái nhà mình đây. Đó. Tím Pháp luôn cái nhà mình, mã số 11. Cái này xin như luôn cái nhà mình là 220k cái nhà mình đây. 220. Hai, cái tím Pháp mã số 11 cái nhà. Rồi. Tím cây nữa kìa, mã số 12. Vẫn là tím Pháp. Cao đây thì 78 ạ. Ngang này thì 70, cái này tầng bự không cả nhà mình đây. Bo già chưa ha. Bo này dính liền hết. Mình cổ này 100 mấy vậy? Lộn mà. Cũng 11 cả nhà mình đây. Cây tàn tùm lum, tùm lum hết này. Chơi bông này. Chỉ bà con mình về thay cái chậu thôi. Thay chậu thì này về mà trồng đất thì chơi quanh năm luôn. Quá đẹp. Mã số 12 nha. Như luôn nhà mình là 200k luôn cả nhà mình đó. 200. 200k bao ship luôn. Khách sảy luôn à. Mã số 13. 13. Một em lửa ha. Viết này viết cũng nản thiệt ta. 13. Đỏ lửa. Cao này thì nó 78 ạ. À. Ngang 65. Còn cổ đây thì 16 cái nhà mình. Đang búp như trên hình luôn ha. Tàn trồng do luôn. Cái này em xin giữ luôn cái nhà mình là 300k cái nhà mình. 300k. Cái đỏ, đỏ lửa vậy ha. Mã số 13 cái nhà. Một màu ạ. À. Rồi, mã số 14 mấy cái bự kìa.
quá, cây này mẫu luôn bạn ơi. Cây này nhiều màu nha, rất là đẹp. 45 nè. Đang rất là tươi sáng luôn. Mấy màu? Tím lửa ruby. Tím lửa. Tím trắng tiết 2. Cam lửa. Cam lửa là 3. Tím tiết là 4. Đó là 4 màu nha bà con. Không thấy đó à? Rất là đẹp luôn. Tàn tùm lum trọn do. Con này nhà bốn tứ sắc nha nhầm đó. Tàn này bự luôn. Cao đây 80. Ngang này là 90. Ngang 90 hơn luôn cái nhà mình đây. Con số là 24 cử cái nha. Đấy hết hòn luôn ha. Bởi đấy, hồi đo chỗ này tới 4 mấy rồi, 43 rồi. Đó. Hai màu tuyết, hai màu lửa. Hai màu tuyết, hai màu lửa cả nha. Rồi, cây 4 màu, mã số 14 ạ. Xin lưu là 1.000k 1 triệu nữa nha. Quá trời cây nó đẹp 1 triệu, luôn. Bao ship tới nhà cả nhà luôn nha cả nhà. Giữ luôn cái chậu như vậy luôn ha. Giữ luôn như vậy luôn. Nhìn cây dáng rất là lực nha bà con. Mã số 14 cả nha. Mã số 15. Cây khá là to. Bên ngoài nhìn cây rất là khủng nha bà con. Này bên ngoài đúng là để cặp chiếc cửa là hết sấy luôn. Cao này là 90. Ngang này 85. Hoành cổ đây là 28 cái nhầm nữa. Tính 27 gử đi. Cây nguyên cái hoành bệ. Hoành cổ chỗ này coi. Đặt to. Hoành chỗ này nó thì tới 45 cái nhầm nữa. Cũng hai màu tuyết, hai màu lửa luôn nha. Này cam lửa. Tím lửa. À có đỏ lửa luôn. Đỏ lửa. Đỏ lửa nằm đây ha. Đây. Đây trong đây này, đỏ lửa nè. Đỏ lửa. Tím này 5 màu cả nhà. Ruby và cam lửa là 3 màu lửa. Hai màu tuyết. Hai màu tuyết. Là cây đủ ngũ sắc cả nhà mình ơi. Mã số 15 cả nhà. Cái này dẫn cho luôn cả nhà mình là 1 triệu bao ship luôn cả nhà mình ơi. 1 triệu đồng. Đó. Cây có lực luôn. Mấy cây này lực đẹp lắm cả nhà mình ơi. 1 triệu cả nhà. Mã số 15 ạ. À. Bưng con bê về. Cái mã số 16. Cây khủng luôn nha. Cây này là nặng cây thiệt không ơi. 3 màu tuyết nha bà con. 3 màu, dòng này là dòng sai bông và rất là xiên bông. Cái xiên dòng bông này không? Nói chung là lúc nào cũng có bông trên cây trơn. Xiên bông là bà con mình cắt là ra hoa hoặc để gì luôn nó ra đọt nách. Rất là xiên. Cao là 90 ạ. Tân ngang là 80. Sai hoa rất là nhiều, mỗi lần ra hoa nó ra liệt cành luôn. Cao 90.085, hoành cổ 26 cả nhà mình ơi. Bởi đế nó quắn đặc như trên hình như luôn nha cả nhà. Rồi. Cây rất là tròn vàng. Mã số 16 cả nhà, 3 màu tiết. Cái này em xin lưu là 1 triệu bao ship luôn cả nhà mình ơi. 1 triệu. 1 triệu luôn ạ. Mã số 16 cả nhà, 3 màu tiết ạ. Mã số 17. Này lửa với tiết cái nha. Rất là nhiều màu đẹp luôn nha. Đặt phơm để đặt hư hết nè. Tím lửa ha. Lửa ruby. Cam lửa. Cam lửa. Tím tuyết. Tím tuyết, trắng tuyết. Trắng tuyết là 4. Cây này 4 màu. 4 màu cái nhà mình đó. Thấy được 4 màu. Đó, nhìn bãi đế hết sảy ha. Cao này thì nó 80. Ngang 80 đặt luôn. Đó. Mình cổ thì 26 cái nhà mình đó. Bãi đế như trên hình luôn nhìn này. Cây bể bành cây luôn ha. Ừ. Cái này dẫn cho luôn cái nhà 1.000k luôn cái nhà này. 1 triệu. Mã số 17 cái nhà. Yeah. Mã 18 cái nhà mình này. 18. Cây rất là khủng luôn. Cây này thì có đỏ lửa. Có lửa tím lửa. Rồi được hai màu lửa. Chưa thấy màu cam. Không có màu cam. Có tím tiết. Tím tiết. Trắng tiết. Trắng tiết. 4 màu. 4 màu. Cao này là 80. Ngang 80 đặt luôn cái nhà mình đây. Hoành cổ là 28 cái nhà mình đây. Bởi đế đặt hư luôn nha cái nhà. Mã số 18 cái nhà mình đây. Chẳng lưu là 1.000k luôn cái nhà mình đây. 1.000k, mã số 18. Bao ship luôn nha cả nhà, mã số 18 ạ. Đế rất là đẹp luôn. Để dày ha. Đó. Đặt hư. Rồi. Rồi đây cũng như là mã chót cả nhà. Rồi kết thúc video. Cảm ơn cả nhà đã xem hết video.
Rồi. Cái nhận hộp nhãn alo số điện thoại của em là 0795478752 nha. Rồi, chào cả nhà. Rồi, kính chào anh Văn Giang. Cảm ơn bà con rất là nhiều ạ. Hy vọng bà con mình chốt hộp nhãn ủng hộ nhà vườn nha. Bye bye bà con ạ. Hẹn gặp lại bà con mình ở những clip tiếp theo.